Dạ xin kính chào quý cô chú chị em. Nay shop Trung Quốc đời xưa xin giới thiệu đến quý cô chú chị em là có về một số sản phẩm đồ gỗ. Ngày hôm nay shop giới thiệu là bộ sa lông thùng chân đồng. Cái bộ này thì gồm có 5 món quý cô chú nha. Dạ. Sa lông thùng chân đồng Sài Gòn xưa. Đó. Chất liệu là gỗ đỏ, bông mu. Xin mời quý cô chú tham khảo cái bàn này đi. Dạ. Rồi, tôi bắt đầu tiến tới. Đầu tiên đây là tổng thể của bộ sa lông thùng gồm có 5 món nha. Dạ. 4 ghế đơn và một cái bàn tròn. Cái này nó rất là gọn với chú, nó không chiếm diện tích. Dạ, khoảng chừng 2 mét vuông thôi. Nếu mình để như vậy là 2 mét vuông. Hoặc là có thể là mình về đây khoảng 3-4 mét vuông có thể mình sử dụng cái bộ này được nha, nó không có chiếm diện tích đó, có thể mình đặt nhiều tư thế nha. Nha, nó rất là gọn. Cái này thích hợp những nhà Sài Gòn xưa, những cái nhà chung cư phòng khách nhỏ gọn, quý chú có thể tham khảo. Đầu tiên thì sắp sẽ giới thiệu cái bước thứ nhất. Đây là tổng thể của ghế thứ nhất nha. Dạ. Ghế thứ nhất này thì sếp sẽ giới thiệu đầu tiên là cái tựa lưng. Tựa lưng đây. Tổng thể của tựa lưng nha. Lành lặn một tấm. Cái này cũng vân vân bông luôn quý chú nha. Gõ đỏ vân bông. Tiếp theo là cái tựa ngồi. Tựa lưng xong tới tựa ngồi. Có lưng. Này cũng một tấm nha quý chú nha. Dạ. Hai cái tay cũng hai cái tay hai bên là cái dìm, đứng lại quá chậm chậm thôi, 8 phân và 3 phân như thế nha. Đó. Ghế thứ nhất, tiếp theo là sau lưng ghế số 2, thứ nhất nè, chân đồng nha. Tiếp theo ghế số 2 di chuyển lẹ quá, nó giật máy á. Tựa lưng cũng một tấm luôn không có chú nha, gỡ đỏ. Và tiếp theo là cái ghế ngồi cũng nu nha, có nu nè đó, gỡ đỏ nu nhìn chân đồng. Cái bộ là gỡ đỏ chân đồng luôn không có chú nha. Dạ. Tiếp theo ghế số 3. Ghế số 3 đây. Tấm tựa cũng giống giống nhau nha. Dạ. Ghế số 3. Tựa ngồi. Nó có đường răng này giống như nha. Ghế số 3 có đường răng. Dạ. Tiếp theo ghế số 4 cũng tương đối giống nhau với cô chú ơi. Dạ, số 4 đây. Nha. Tựa lưng, mặt ngồi. Đó. Đặc biệt bộ này thì là đóng gỗ hết nha. Dạ, 4 ghế là đóng hết. Sau lưng. Nó sau lưng của hai ghế số 3 và số 4 luôn chú nha. Dạ. Một tấm đây nè, nó đây. Hai ghế hai bên ha. Tựa lưng. Nói chung là 40 ghế là có ghế có đóng phía dưới cho nó đẹp luôn cô chú nha. Đó, chân đồng luôn nè. Đó, nhìn ghế ngang của cô chú thấy không? Đó, nhìn ngang xung quanh. Phía dưới là đóng gỗ luôn, 4 ghế. Rồi, tiếp theo tới cái bàn chân đồng. Mặt bàn chân đồng. Bàn nu. Cô sát vô. Nu nè. Mặt bàn liền nha quý cô chú nha. Nói chung mặt bàn này còn đẹp, đẹp lắm luôn không à. Bàn nguyên tấm chân đồng ha. À. Đúng chân đồng ha. Rồi. Rồi rút máy này xong rồi đó. Đứng xéo hay đâu cũng được, đứng lên kia cũng được.
Long Khùng, Chân Đồng, gồm 5 món, 4 dế và một cái bàn tròn, vỏ đỏ, bông lu. Sau đây sắp xin đo tổng thể 4 cái dế nha, như thế nha. 60 lòng là 46, 46 nha, lòng 46, 4 ghế như nhau cái chú ơi. Dạ sắp 4 ghế một loại nha. Dạ rồi, 46 lòng ngồi, độ cao là 70. Tiếp theo cái bàn 60, tròn 60, độ cao là 47. Bộ này thì shop đã đánh đẹp đi, sạch sẽ là về của chú sử dụng thôi nha. Dạ cái này mình để phòng khách thôi, là để những cái trang trí rất là đẹp nha. Dạ sau đây shop xin báo giá tổng thể của bộ sa lông thùng Chân Đồng. Cái bộ này sắp xin báo giá là 15 triệu rưỡi, 15.500.000 nha quý vị nha. Dạ 5 món. Sau đây sắp xin quý cô chú xem lại tổng thể nha. Dạ 15.500.000. Dạ cuối đôi clip cảm ơn quý cô chú đã xem hết tổng thể của bộ sa lông thùng Chân Đồng Sài Gòn này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh YouTube thì đăng dùm cho shop, nhấn vào kênh YouTube Lê Quốc Đồ Xưa. Dạ xin cảm ơn rất là nhiều.